rõ về cái viết về cái phrase thầy vừa nói. Về vấn đề cảm xúc à, em thấy những công trình lớn nhất của trên thế giới, những công trình nghệ thuật, những công trình nó phải có cảm xúc. Nó phải có cái thứ nhất á là cái đối với những công trình mà nghệ thuật, văn học nghệ thuật, nó phải có cái yêu cái đẹp. Nó phải có cái đam mê trong nghề. Bây giờ hỏi lại có em học sinh nào đi học trong một ngành mà mình có đam mê cái ngành đó không? Hay chỉ nghĩ là đi học ra để kiếm tiền? Kiếm tiền rất khó để làm một đam mê. Xin chào các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Talk Show để tâm lý học dẫn đường. Và mình là host của chương trình ngày hôm nay, mình là Bách. Còn một tháng nữa là sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Với rất là nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 18 này đang chuẩn bị cho kỳ thi, thì chắc hẳn việc quyết định học ngành nào, trường nào luôn là những câu hỏi mà không có hồi kết. Và với mong muốn giúp các bạn trẻ đi qua những cái ngày tháng hoang mang trên hành trình hướng nghiệp, và trong số talk show lần này thì Spiral đã rất là hân hạnh được mời đến chương trình tiến sĩ Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý và giáo dục tại Hoa Kỳ. Xin để mình giới thiệu một chút về thầy Phương. Thầy Phương đã nhận bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục và chứng chỉ hành nghề tâm lý học đường tại Đại học California State Long Beach, và bằng tiến sĩ lãnh đạo giáo dục chuyên ngành tâm lý tại University of Southern California. Thầy cũng là tác giả của bộ sách Dạy con trong hoang mang, bộ sách được giải sách hay năm 2018, và hiện tại là người sáng lập ra công ty dịch vụ giáo dục tâm lý Minova. Chào thầy ạ, rất là mừng thầy đã đến với chương trình. Em rất vui được có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Bart và cảm ơn công ty Spider Room đã tạo nên một cái diễn đàn, một cái sân chơi rất là thú vị với cái tên là Để tâm lý học dẫn đường. Và quả thật tôi rất là hân hạnh đến đây để cùng tham dự vào cái kỳ đầu tiên này. Vâng, hôm nay cũng là em phải tâm sự với thầy là đây là buổi đầu tiên mà em nhận vai trò là host. Thế là đó là hân hạnh cho tôi. Em đã nói chuyện với thầy, em đã được vinh hạnh nói chuyện với thầy rất là nhiều buổi. Nhưng mà trước cái máy quay, ống kính và những đội ngũ ghi hình ở đây thì em vẫn cảm thấy khá là kiểu không được thoải mái. Và hy vọng là mọi người sẽ... Tôi cũng hy vọng là quý khán thính giả của chương trình Để tâm lý học dẫn đường của Spiral cũng thông cảm với thầy trò chúng tôi. Cái điều chúng ta đến với nhau là cái sự chân thật, chứ không phải là sự diễn xuất tuyệt vời. Và đây là những cái gì chúng ta biết, chúng ta sẽ chia sẻ với quý khán thính giả của chương trình này. Thưa thầy, để bắt đầu chương trình thì em muốn hỏi thầy là nếu chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị chọn ngành học thì thầy sẽ đưa ra lời khuyên và đề nghị gì cho các bạn trẻ để đảm bảo là cái việc đó nó tương đối chính xác và thành công. Bởi vì đối với những cái bạn mà học sinh đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp thì chỉ còn đúng là một tháng nữa thì sẽ là bắt đầu rồi, và qua đó thì các bạn cũng sẽ lựa được chọn cái hướng đi cho riêng mình. Với bản thân em thì cái hồi lớp 12 á, thì thật sự là em cũng không hề có một khái niệm gì về việc chọn ngành, chọn nghề. Em cảm thấy là mình học tốt ngữ văn, em cảm thấy mình học tốt là anh văn, và em cảm thấy là trong các môn toán lý hóa thì em học toán được thì em sẽ chọn thi khối D. Thì qua đây thì mong thầy là giải đáp cái thắc mắc đó. Quả thật cái việc mà chọn ngành, chọn nghề trong cái thời đại mới quả là một cái thách thức đối với tất cả chúng ta. Nó là một cái dấu hỏi lớn cho không phải chỉ các em học sinh mà còn cho bố mẹ nữa. Tại vì nếu thời xưa chúng ta chỉ có một vài cái lộ trình nhất định, bác sĩ, kỹ sư, tôi còn nhớ là ở miền Bắc này có cái câu gì đó là nhất y nhì dược tạm được bách khoa, rồi chuột chạy đầu sào mới vào sư phạm. Nghe rất là tội nghiệp cho cái ngành gọi là giáo dục của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thời đại nó đổi khác. Bách là thấy đó, có những bạn chỉ là đi du lịch toàn thế giới, viết các blog về các món ăn địa phương mà có thể rất là nổi tiếng, có thể là rất là giàu có, và quan trọng nhất là họ sống hạnh phúc. Mỗi ngày đi làm không phải là một cái chuyện mà phải là toát mồ hôi khổ sở, bị boss chửi này nọ vân vân, mà họ tìm được cái hạnh phúc mỗi ngày đi làm là một cái niềm hạnh phúc cho họ. Thì chính vì vậy đó, chúng ta cần có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề chọn ngành, chọn nghề. Còn một tháng nữa thì các bạn làm gì? Tôi sẽ trêu các bạn một chút á.
nghỉ 3 ngày, đi chơi thoải mái, gặp bạn bè nói chuyện cho vui vẻ, để đầu óc hoàn toàn thoải mái tự nhiên, để mình hết tất cả cái sự lo âu, khủng hoảng, căng thẳng của cái áp lực học tập, áp lực thi cử và áp lực chọn ngành, chọn nghề. Với một cái tâm thái bình yên như vậy á, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình đi tìm lại bản thân mình, xem thực sự đó cuộc đời của mình mơ ước cái gì. Bây giờ khi nói chuyện với các bạn trẻ trong những cái chương trình tham vấn này nọ, tôi thường có một cái ái ngại là các bạn trẻ không biết các bạn muốn gì. Thời xưa chúng ta ở Mỹ, chúng ta có một cái khái niệm gọi là aspiration, tạm dịch là lý tưởng sống. Tôi muốn thành một bác sĩ cứu nhân đổi thế, tôi muốn trở thành một cái nhà văn có những cái tác phẩm mà giáo dục con người. Tất cả cái đó các bậc bố mẹ đừng cho rằng đó là ảo tưởng, tại vì các bạn vẫn trở thành, vẫn mong ước là được gặp một vị bác sĩ mà chữa bệnh với cả tấm lòng, chứ không phải chỉ là tính tiền không thôi, phải không ạ? Mình vẫn mơ ước đọc một cái tác phẩm mà thực sự nó hay và nó chuyển hóa, được làm rung động tận trong những cái tế bào sâu thẳm của mình. Thì như vậy, những người như vậy đều có một cái vị trí trong xã hội. Và nếu con mình có ước mơ, hãy để cho con mình thực hiện ước mơ. Cái ước mơ đó là một cái nguồn nội lực, một cái suối nguồn ở trong tâm hồn của các em, để mà sẽ đưa cho các em vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống. Kế tiếp là cái yếu tố về năng lực. Em đó cũng phải tự nhìn lại xem coi năng lực của mình là gì. Nhưng mà có một cái điều thú vị, năng lực không phải là chuyện sinh ra đã có, nó do sự rèn luyện. Em đồng ý ạ. Nó do sự học hỏi. Như vậy khi chưa thấy có năng lực trong lĩnh vực gì thì đừng có sợ hãi, đừng có nói là ồ tôi kém cái này quá. Và nhất là chúng ta thời đại bây giờ với bao nhiêu cái phương cách học hỏi từ trên YouTube, từ trên online vân vân, thì thời xưa nếu mà kẹt ví dụ như kém toán vậy á, tốn tiền đi học kèm này nọ, vâng, đúng không? Và không dễ gì kiếm được những cái nơi mà dạy. Thì bây giờ cái kém cái gì vẫn có thể học cái đó. Và chắc chắn thời đại này không phải là thời đại của nó, là con trai thì không nên giỏi văn, con gái thì chắc chắn là dốt toán, thí dụ vậy. Tức là những cái quan niệm hết sức là sai lầm. Dạ vâng. Đó, những cái nghiên cứu bây giờ nói, chương trình này, chương trình tâm lý học nãy giờ nói thì nghe có vẻ không được khoa học. Theo nghiên cứu của giáo sư Carol Dweck, đó là một cái giáo sư tâm lý học và giáo dục tại Đại học Stanford, tiểu bang California, Hoa Kỳ, cho thấy rằng đó là những cái học sinh, những em nhỏ nào mà có cái tư duy gọi là fixed mindset, tức là cái não trạng coi như đứng cứng ngắc, nghĩ rằng trí thông minh và đặc biệt đó, nghĩ rằng trí thông minh là do trời cho thiên phú đó, thì sẽ không thành công và không phát triển được. Mà những trẻ có cái growth mindset, tức là với một cái não trạng tin rằng trí thông minh có thể phát triển được. Hình như cuốn đó có dịch ra tiếng Việt rồi đó, cái gọi là growth mindset vân vân. Cho nên đừng để những cái kỹ năng và năng lực giới hạn chúng ta. Thời xưa là bắt dựa chọn nghề hay chọn ngành học dựa trên một tiêu chí, tức là một tuyến. Một tuyến đó là cái gì? Là tôi giỏi những ngành này, tôi chọn ngành này, đúng không? Nhưng mà còn một cái tuyến nữa là cái tuyến, cái khát khao, cái lý tưởng sống, cái điều mơ ước của mình. Có thể mơ ước đó là nhiệm, tại vì chúng ta đọc một cuốn truyện rồi đó, có thể do chúng ta xem một cuốn nào đó, nhưng mà nó hun đúc lại, nó sẽ là cái nguồn động lực. Có một câu chúng tôi, cá nhân tôi là một chuyên gia tâm lý, tôi ghét nhất, cho rằng cảm xúc là cái sự cản trở của trí tuệ. Không đúng. Cảm xúc chính lại là động lực để đẩy con người đạt những cái đỉnh cao nhất ở trong cuộc sống này. Vâng. Em cần thầy nói rõ về cái viên, về cái phrase thầy vừa nói. Về vấn đề cảm xúc nè, em thấy những công trình lớn nhất của trên thế giới, những công trình nghệ thuật, những công trình nó phải có cảm xúc. Nó phải có cái thứ nhất á là cái, đối với những công trình mà nghệ thuật, văn học nghệ thuật, nó phải có cái yêu cái đẹp. Vâng. Nó phải có cái đam mê trong nghề. Bây giờ hỏi lại có em học sinh nào đi học trong một ngành mà mình đam mê cái ngành đó không? Hay chỉ nghĩ là đi học ra để kiếm tiền? Kiếm tiền rất khó để làm một đam mê. Còn người ta có những cái giá trị cốt lõi hơn nữa để mà nó làm cho cái động lực đẩy về phía trước. Đúng. Và thật sự chỉ cần giỏi trong ngành của mình sẽ kiếm được tiền, chứ không phải là ngược lại, chỉ có một số ngành mới kiếm ra tiền. Vâng. Đó là như vậy. Và dĩ nhiên
cũng phải chọn lựa coi cái ngành đó trong cái giai đoạn này nó đã phát triển như thế nào và dự đoán được trong tương lai, thì cái đó là một cái vấn đề nghiên cứu thị trường. Em đọc trong cái cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21 á, người ta có nói với cả, em không nhớ được số liệu chuẩn xác, người ta nói là có thể sống trong tương lai khoảng 10 năm nữa thôi, thì 62% các cái ngành nghề nó sẽ bị triệt tiêu và bị thay thế bởi máy móc chẳng hạn. Thầy nghĩ sao về cái nhận định đó? Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó là một cái nguy cơ thách thức lớn nhất đối với những nghề mà quá đơn giản. Những nghề chúng ta gọi là nghề đơn giản. Đầu tiên sẽ là những nghề tay chân. Thời xưa bây giờ có một cái là data entry. Thật sự bây giờ chỉ hệ thống tự động nó đã thu nhận được tất cả dữ liệu và tự phân tích rồi. Thậm chí bây giờ nói về cái AI của thời đại 4.0 mà chúng ta nói tới như kiểu Việt Nam mình cũng đã thời đại 4.0 rồi thì thiên xưa xin thưa là không. Bây giờ thầy sẽ bước vào một cái bệnh viện mà có 4.0, có AI hết. Thì thầy đau con mắt, thầy sẽ vào và thầy chỉ nằm trên đó bấm nút một vài cái thao tác, nó sẽ tự động nó khám mắt cho mình. Khám mắt tự đo lường xong xong, sẽ đặt bàn tay lên, nó sẽ tự trích máu ra để thử. Rồi sau đó nó sẽ đưa ra một cái kết luận. Và kết luận này là tổng hợp của máy móc học từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để dẫn tới một kết luận là có nên mổ hay là không nên mổ và phải chữa trị như thế nào. Trong khi còn chúng ta còn dựa vào con người thì còn vào kinh nghiệm, tri thức và đặc biệt là cái vị bác sĩ đó mỗi năm có đi tu nghiệp hay không. Còn trong khi máy thì nó cập nhật liên tục, một cái ca mà xảy ra ở Brazil, một ca xảy ra ở tại Đài Loan chẳng hạn, nó có thể cập nhật ngay tức khắc cái sự thành công của ca đó và rút ra cái kinh nghiệm ngay tức khắc. Thì ngay như một vị bác sĩ giải phẫu, máy còn thay thế được, huống gì là chúng ta. Thì như vậy, ta phải suy xét lại những cái gì mà cần cái human touch, cái mà chạm vào con người, máy không thể chạm được, thì khi đó, đó là những ngành nghề còn có khả dụng trong vòng 60 năm tới, 21 năm tới, hay là ai biết được 5 năm tới. Em nghĩ là cái thời đại bây giờ thì cái technology đã thay đổi, tức là cái phần công nghệ đã thay đổi khá là nhiều cái cách con người ta suy nghĩ về cái việc chọn ngành chọn nghề. Trước đây thì em thấy là rất là ít người, các bạn trẻ ít, rất ít các bạn trẻ chọn con đường kiểu mình sẽ đi theo làm blogger, mình đi theo làm một KOL, mình sẽ đi theo làm YouTube. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều bạn trẻ mà em thấy họ rất là tài năng, họ đã chọn những cái con đường khác xa so với những cái con đường mà bố mẹ họ đã từng đi như ngày xưa. Đấy, thì theo thầy thì cha mẹ có cần phải update cái công nghệ đấy không để có thể theo kịp, để chuẩn bị cho con cái cho tương lai? Chắc chắn là cha mẹ muốn đồng hành với con cái. Và cái đó là cái câu cửa miệng mà khi tôi về Việt Nam nói chuyện với phụ huynh, hay là trong những cái khóa về thí dụ cùng tin trưởng thành, những cái khóa học như vậy đó của công ty Minerva Education, thì bao giờ cũng là gặp những cái bậc cha mẹ nó cùng đồng hành với con. Thì muốn đồng hành ít nhất mình cũng phải biết là cái con đường nó không nhất thiết là phải biết tới chỗ này phải quẹo phải quẹo trái, nhưng mà ít nhất là phải biết cái định hướng, cái hướng đi nó như thế nào. Và cái điều đó mới là điều quan trọng. Cái điều thứ hai nữa, khi chúng ta nói đồng hành với con đó, thì cha mẹ không phải chỉ là cầm cái bản đồ để biết cái hành trình đó, mà còn phải là sự hỗ trợ con cái trên con đường đó. Chúng ta tình nguyện là một cái người đem theo một cái khăn mát khi con nó nóng nực, đem theo một chai nước khi con nó khát, và sẽ động viên con để tiếp tục trên con đường đó. Có một cái điều chắc chắn chúng ta không thể đi thay nó được. Chẳng hạn bây giờ nó vào, nó chọn một ngành nào đó, không lẽ chúng ta cùng học với nó sao? Và thời xưa nhớ cha mẹ chúng ta toán lớp 4, lớp 5 nhiều khi bố mẹ phải dạy kèm, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà tới mức lên học vi phân, tích phân, bố mẹ nào mà đủ khả năng để dạy kèm? Mà thú thật với các bạn ngoài kia, các bạn nhớ tới cái chuyện mà bố mẹ ngồi dạy cho chúng ta kèm học thì nhiều khi nó là một cái ác mộng nữa. Hơi cực hình. Đúng rồi, ông cầm cái roi bên cạnh đó, ông cứ tại sao tao dạy mày dốt thế rồi mà không hiểu, phải còn cực hình nữa. Cho nên ở đây bố mẹ không làm công việc đó. Mà bố mẹ chỉ hiểu cái định hướng của con. Bố mẹ có thể là cung cấp phương tiện cho con, và bố mẹ điều đặc biệt là hỗ trợ tinh thần của con, phải tin con.
tin con để dần dần giao cho con cái quyền tự chủ, tự quyết, tự chủ thì nó sẽ tự lập. Cái tiến trình nó sẽ vậy, tự quyết, tự chủ và tự lập. Tự quyết là gì? Tự quyết định được những việc trong đời sống, chứ không phải bố mẹ quyết định dùng. Và cái chuyện đó rất là dễ dàng. Nếu cái chuyện thí dụ như buổi sáng này con ăn gì, bánh mì hay là mì gói, những cái chuyện nhỏ nhỏ giữa hai cái, tức là chọn multiple choice ấy. Đầu tiên là hai sự chọn lựa. Sau đấy con lớn lên, đây đang nói về trẻ 5-6 tuổi, lớn lên một chút á, mình sẽ có sự chọn lựa là multiple choice, tức là ABC question. Đó là con sẽ tự đánh giá pro and cons, ưu điểm và khuyết điểm. Dần dần con sẽ tự quyết định những điều trong cuộc sống. Khi quyết định được rồi, nó sẽ mới tự chủ được. Nó sẽ làm chủ cuộc sống. Mà làm chủ á, đầu tiên phải là làm chủ bản thân, xong đến làm chủ cái thế giới xung quanh của mình. Và khi đó nó tiến tới nó tự lập. Tự lập mình chỉ nghĩ tới cái khía cạnh là tự chủ về, tự lập về tài chính. Nhưng mà còn vấn đề sự nghiệp. Và sự nghiệp không đơn thuần là tôi ra tôi có một cái bằng cấp gì đó mà là sự nghiệp. Là sự nghiệp, thí dụ như cá nhân, thầy viết một cuốn sách là một sự phần của sự nghiệp. Đi giảng dạy là một cái phần sự nghiệp. Để mà mình thấy cái di sản của mình, nó để lại cho thế hệ đời sau, thì đó mới là sự nghiệp. Thì cái đó mới là ý nghĩa nhất của chữ tự lập. Đó là vậy. Khi mà nghe cái thầy vừa mới giải thích cái phần tự quyết tự vừa rồi thì em thấy khá là hay, tại vì em cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu mà em muốn dạy cho con cái của em chẳng hạn, tức là em luôn luôn muốn hướng dẫn cho các bạn là độc lập, tự do và hạnh phúc, bất kể giới tính, các bạn phải luôn độc lập ở trong suy nghĩ, độc lập ở trong cái hành động và quyết định của mình, và hiểu được rõ ràng cái nguyên nhân và kết quả của mỗi cái hành động đó. Tự do về cái suy nghĩ của mình, tự do về tài chính cũng là một một cái khoản, và như thế thì mới là hạnh phúc, mới dẫn đến là một đâu đó là một cái hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc thì em nghĩ là mỗi người nó có một cái sự hạnh phúc nó khác nhau, nhưng mà chính những cái độc lập, những cái tự do mà mình đã cố gắng để mình đạt được, thì một phần nào đó nó sẽ dẫn cho mình những cái thứ mà nó hạnh phúc nó đến. Và trong cái phần mà thầy vừa mới chia sẻ cho các bạn lớp 12, khi mà cuối năm cấp mà còn một tháng nữa thì cần chuẩn bị cái gì, thì em thấy cái phần các bạn hãy dành ra 3-4 ngày để mà đi nghỉ ngơi, đi gặp gỡ bạn bè, đi trò chuyện, cái phần đấy là rất là hay. Sau đó là có thể là một thời gian tùy theo chúng ta tự tìm hiểu chính mình. Tự tìm hiểu chính mình nó là một cái nỗ lực để phân tích và đánh giá bản thân mình, để xem thật sự đó là mình muốn cái gì trong đời sống, cái aspiration, lý tưởng sống của mình là gì, những cái giá trị sống như thế nào. Thí dụ như bây giờ tôi không muốn là làm hại người khác, nhưng mà bây giờ tôi lại muốn làm một cái kỹ sư để điều chế độc dược hay là điều chế thuốc lá chẳng hạn, thì có phải là làm hại người khác không? Cho nên cái hành trình đó, mà có cái mô hình, có thể chút nữa chúng ta nói một chút là Ikigai đó, thì nó còn thiếu một cái là cái core values, một cái giá trị cốt lõi của cái hành trình đó nữa. Và điều thứ hai á, nếu nhìn một cách này, chúng ta thường nghĩ chọn ngành, chọn nghề á, chúng ta nhìn về tương lai, nhưng mà có ai tiên đoán được tương lai? Cái điều quan trọng á, là em biết là gì? Nhìn lại quá khứ. Nghe có vẻ nghịch lý không? Nhưng mà khi em cần phân tích và đánh giá con đường em đi qua để hiểu được cái giá trị cốt lõi, hiểu được những cái khát vọng, giấc mơ của em phải nhìn lại quá khứ để biết là trong quá khứ em đã có những ước mơ gì, mà ước mơ đó vì một hoàn cảnh nào đó nó đã lụi tàn bởi một cái lời hắt hủi của bố mẹ hay một cái sự chê bai của thầy cô, mà đâm ra mình làm cho mình tự nghi ngờ chính mình. Cho nên cần phải nhìn lại quá khứ. Rồi quá khứ nữa là mình sẽ xem những chuyện gì mình làm thành công và những gì mình làm thất bại. Thí dụ như bây giờ một cái cậu bé cảm nhớ lại là lúc lớp 6 mình đem những cái đồ vật trong nhà mình vào, đồ dư trong nhà mình đem mình bán hay là mua ở chỗ này, bán chỗ kia cho mấy đứa trong lớp. Thế như vậy ngay từ nhỏ nó đã biểu lộ cái khiếu kinh doanh rồi, phải không ạ? Thì tại sao không tận dụng cái đó? Sẽ có một cái nghề tổng hợp, sau đó mình xem tất cả khía cạnh, mình lập thành một cái bài toán và tổng hợp lại. Lúc trước tôi đã làm những cái này, tôi thích làm cái này nè, và tôi làm đã thành công nè. Rồi bây giờ tôi có những ước mơ này, giá trị cốt lõi, và tôi cộng lại thì có những ngành nghề nào mà
đáp ứng được tất cả những vấn đề đó. Cho nên hành trình chọn nghề nghiệp lại là một hành trình nhìn về quá khứ, chứ không phải nhìn về tương lai. Nhìn về quá khứ để biết rõ mình, để mình muốn làm cái gì. Rồi chỉ khi mình cần làm giỏi cái đó thì mình sẽ thành công. Và nên nhớ là trái đất bây giờ nó rất là nhỏ, trái đất phẳng mà. Đã. Có một những ngành nghề thường khi cái gai nói tới cái chuyện là xã hội được sử dụng, nhưng mà chúng ta nghĩ tới là chỉ có đất nước Việt Nam thôi. Nổ. Các bạn trẻ bây giờ với cái ngành nghề đó nhiều khi là phải đi học ở một cái quốc gia khác, đi làm ở một quốc gia khác. Đã. Đâu có sợ phải xa cách bố mẹ. Một tháng vẫn có thể về làm, về đi về thăm nhà được một lần mà. Tất cả phương tiện càng ngày nó sẽ ngắn, trái đất là càng ngày nó càng thu nhỏ lại. Cho nên đừng nghĩ cái sở dụng của chúng ta là phải làm học trường gần nhà, kiếm việc gần nhà, mà hãy nghĩ rằng trái đất này là hành tinh của chúng ta. Thưa thầy, bàn về cái chủ đề hướng nghiệp thì cũng có rất là nhiều các cái tranh luận thú vị, nên trước khi mà mình đi sâu thêm vào cái chủ đề chính thì em rất là muốn hỏi nhanh thầy một vài câu hỏi. Ví dụ như là mình nên chọn ngành theo tính cách hay là theo năng lực, mình nên chọn ngành theo nhu cầu, tiềm năng phát triển hay là theo mong muốn của bản thân, và một phẩm chất mà ngành nghề nào cũng cần có mà thầy muốn đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ là gì? Có một cái lối tư duy gọi là tư duy biện chứng. Bạn nào thích tiếng Anh thì có thể tra cái chữ dialectical thinking, là cái nhìn tổng hợp vượt lên trên tất cả cái sự đối lập giữa hai thái cực. Bây giờ các bạn hỏi là dựa vào tính cách hay là dựa vào năng lực, phải không ạ? Tại sao không phải là cả hai? Quan trọng là mình hiểu tính cách của mình là gì và năng lực của mình là gì. Tại năng lực nó bao hàm là tiềm năng nữa, vẫn có thể là năng lực. Và nhiều khi có những năng lực tiềm tàng đó mà chúng ta gặp cái môi trường chúng ta mới phát huy ra. Đúng. Với sức ép chúng ta mới phát huy ra. Cho nên đừng ngại về cái chuyện đó. Khi mà nghĩ thấy những cái ngành nghề mình chưa có năng lực hay là những kỹ năng mà mình chưa có, nó cụ thể là vậy. Về tính cách, không đơn giản là có thể nói tôi tính cách này, tôi cái tính cách kia. Đúng. Chính vì cần cái thời gian để tìm hiểu chính mình, phải cọ sát trong nhiều môi trường nó mới bật ra cái tính cách của mình. Nhiều khi mình tưởng can đảm lắm, nhưng mà tới khi gặp khó khăn mình trở hèn, thành hèn thì sao? Tính cách tôi thích làm việc với máy móc, nhưng mà mỗi lần ngồi với bạn bè nói chuyện thì tôi cảm thấy hăng say, hào hứng, có nhiệt huyết. Thì như vậy rõ ràng tính cách chưa phải là, chưa chắc là đến tính cách hướng nội, chưa phải là làm việc với máy, mà đôi khi là làm việc với con người. Có những cái bài mà trắc nghiệm về tính cách đó, thì các bạn có thể tìm thấy, nhưng là thí dụ như là những cái bài mà các bạn sẽ xem coi đó, tôi thích làm việc với máy, tôi thích làm việc với một người, tôi thích làm việc với nhiều người, vân vân. Cái câu hỏi thứ hai của Bách cũng là như vậy, nó cũng đưa ra hai thái cực. Thì hãy suy xét ở mỗi cái thái cực cho kỹ rồi tổng hợp, có cái nhìn tổng hợp tốt hơn. Còn cái câu cuối hỏi cuối cùng của Bách đó, nếu vậy thì có một cái đặc tính gì để mà chúng ta có thể thành công trong mọi ngành nghề, đúng không? Tôi sẽ đưa ra một số tình từ. Thứ nhất là đam mê, passion, passionate, đam mê về một cái vấn đề gì. Không có đam mê thì đừng nói tới cái chuyện học hay chuyện làm, là tại vì á, không có đam mê thì chuyện gì mình làm nó cũng trở thành một cái gánh nặng. Còn khi đam mê thì mình cảm thấy là mỗi ngày thức dậy mình sẽ thích thú, hứng thú để làm cái chuyện đó. Thì như vậy cái đam mê là cái đầu tiên. Thứ hai, ba chữ tôi sẽ gộp chung lại với nhau: ý chí, nghị lực và kiên trì. Ý chí, nghị lực và kiên trì. Chúng ta ghép chung lại với nhau để cái là khó khăn, cuộc sống nó không phải là đơn giản. Nhất là những gia đình mà điều kiện vật chất quá dễ dàng trong thời đại này, thì sẽ có cái hiện tượng là chúng ta muốn cái gì chúng ta chỉ cần nhíu mày nhăn mặt là bố mẹ sẽ đặt lên cái đĩa bưng tới cho chúng ta. Thưa cuộc đời nó không dễ dàng như vậy. Sẽ tới lúc chúng ta đi làm sẽ gặp những người sếp khó chịu, công việc thách thức vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Và ngay cả cái mà tự lập xây dựng một cái công ty riêng, start up cho mình cũng có những cái khó khăn. Phải có những cái buổi mà phải gọi là chảy nước mắt để mà thấy rằng và tự nghi ngờ vào bản thân mình.
Thì nếu không có cái ý chí, không có cái nghị lực và không có kiên trì thì sẽ không đi xa được. Đó là yếu tố thứ hai cần có để thành công. Em vừa mới nghĩ ra một câu hỏi. Thầy tìm được cái đam mê của mình với cả ngành tâm lý này thì bắt đầu từ bao giờ? Và em được biết là thầy đã có 20 năm theo đuổi từ các bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Thầy làm rất là nhiều phần tham vấn và tư vấn về mặt tâm lý như thế. Em biết là những người mà làm tư vấn và tham vấn tâm lý, các chuyên gia tâm lý như thế thì họ sẽ gặp rất nhiều những cái thứ mà em nghĩ là những cái nó thế nào nhỉ? Nó hơi bị đen tối, nó hơi bị tăm tối. Bởi vì một số người nó sẽ kể ra những cái câu chuyện mà thật sự nếu mà mình nghe xong là mình sẽ bị ám ảnh. Đúng rồi. Như em sẽ đọc một cuốn sách nào đó hoặc là nghe một câu chuyện nào đó một người kể lại và em được chứng kiến thì em rất có thể mang theo cái nỗi ám ảnh đấy của em. Và làm thế nào để thầy tìm được đam mê, và từ bao giờ thầy tìm được cái đam mê như thế trong cái ngành của thầy? Đam mê rồi cái khái niệm em nói thứ hai lại là một câu hỏi khác. Trong cái phần vừa rồi em đã đặt hai câu hỏi. Cái đam mê thứ nhất chỉ có một cái rất là đơn giản thôi. Các bạn có biết là theo thống kê đó thì trên 50% những bạn mà đi theo ngành tâm lý học là đều có những vấn đề về tâm lý. Ok. Vậy cho nên tôi khuyến khích các bạn nào mà thấy mình có vấn đề tâm lý thì hãy chọn ngành tâm lý học. Tại vì khi đó các bạn sẽ đối diện một cái điều là như thế nào. Tôi muốn chữa lành cho chính mình và tôi muốn chữa lành cho người khác. Cái tâm lý cái cốt yếu nhất là vấn đề chữa lành. Dĩ nhiên đó, nói như vậy thì nó hạn hẹp các ngành nghề của tâm lý quá. Tâm lý bên cạnh đó, nó có cái là ngoài vấn đề chữa lành của tâm lý lâm sàng, tâm lý tham vấn, tâm lý học đường này nọ vân vân, nó còn những cái như là tâm lý pháp y. Nó liên quan tới ngành criminology, tức là nghiên cứu tội phạm. Đó. Nó có tiếng tâm lý súc vật thì sao? Animal psychology. Đó, nó của basic research là nghiên cứu những nghiên cứu căn bản. Nó có vấn đề tâm lý doanh nghiệp. Để mà động viên nhân viên làm việc, khen thưởng hay chọn người vào đúng cái vị trí trong công việc, chúng ta có IO psychology, industrial organizational psychology. Những ngành như vậy. Cho nên nó rất là rộng. Nhưng mà riêng cái quay trở lại cái câu hỏi của Bách đó, cá nhân tôi nó đặc thù như thế này. Tôi bị suyễn từ năm 2 tuổi và tới năm 21, 22 tuổi vẫn tiếp tục bị suyễn đó. Thì tình cờ có một ông bác sĩ nói với tôi, lúc đó là tôi còn Việt Nam, chưa đi Mỹ. Ông nói là cái bệnh của cháu dường như đó là do cháu ảnh hưởng bởi tâm lý. Mỗi lần tâm lý cháu biến động thì cháu lên cơn suyễn, chứ không phải do những yếu tố ngoại lai nữa. Đó, thời tiết hay là ăn uống hay là gì đó vân vân nữa, hay là dị ứng nữa. Mà mỗi lần cháu xúc động hay là những căng thẳng hoặc là tức giận thì cái nguy cơ bị lên cơn suyễn nó nặng hơn. Nó làm cho mình tòi mò. Và trước khi đi Mỹ thì tôi cũng có học ngành đông y, cũng chút biết chút võ khỏe, thuốc bắc, thuốc nam, rồi châm cứu rồi vân vân. Nhưng mà tôi thấy tôi không thích chữa trị vấn đề thể chất của con người bằng chữa trị tâm hồn của con người. Và có một cái khao khát mình muốn hiểu tại sao một người lại làm cái hành vi đó. Bối cảnh hai người giống nhau nhưng mà ở người này họ hai họ lại họ làm hai hành vi khác nhau, những cái yếu tố gì. Thì muốn giải thích tất cả về hành vi của con người là vấn đề tâm lý. Và trước đó thầy chưa hề có một khái niệm nào về tâm lý là gì? Cái điều này thì đây là cái xin lỗi, là cái thiệt thòi của học sinh, sinh viên miền Bắc. Là tôi ở lớn lên ở miền Nam. Thì trước năm 1975 đó là lớp 11 và lớp 12, chứ không phải đại học nè. Lớp 11, 12 đặc biệt là các bang á, đều có dịp học về luận lý học và tâm lý học. Đều có thể có cái bộ môn đó để chọn trong các môn học rồi. Còn riêng cái bang mà gọi là văn, bây giờ sau này mình gọi là văn sử địa hay là Hán văn, cổ văn á, có thể học thêm được siêu hình học và đạo đức học, tổng cộng có 4 môn mà thời đó họ gọi chung là triết. Chứ họ không gọi đó là khoa học xã hội hay nhân văn mà gọi chung là triết. Và học từ lớp 11, 12 là đạo đức học, siêu hình học, tâm lý học và luận lý học. Luận lý học là logic, tâm lý học psychology các bạn biết, là đạo đức học là ethics,
và siêu hình học là metaphysics. Để tìm hiểu về bản thể của vũ trụ, bản thể của con người, về thuyết bất tri rồi vân vân là metaphysics. Em thấy đấy là một cái lợi thế khá là lớn nhá, tại vì nếu mà được tiếp xúc sớm như thế thì một số người sẽ có những cái suy nghĩ rất khác về cuộc sống. Đặc biệt là phần chắc chắn. Em thấy là cho nên là trong một số những cái buổi em nói chuyện với một số các bạn trẻ, mọi người cứ hay cho em cứ hỏi em là có lời khuyên không. Em không thích khuyên lắm, em chỉ nói là thật sự là trong cái với cái ý kiến chủ quan cá nhân của anh chẳng hạn, thì anh cảm thấy là cái việc mà mình đọc triết học và mình có những cái suy nghĩ thì nó đã khiến cho cái cuộc sống này nó rộng mở hơn rất là nhiều. Và rõ ràng là mình nhìn nhận những cái mặt khác nhau của cái cuộc sống, cái sự thay đổi của thời đại này nó rất là khác. Và từ đó ấy, thì nó cho mình những cái suy nghĩ để mình dẫn đường, để mình làm đúng, hiểu đúng. Em thấy đúng là đây là một số những cái thiệt thòi cho các bạn mà học sinh mà nếu mà đang còn độ tuổi rất là còn trẻ nhưng mà lại còn chưa được tiếp xúc với những cái thể. Hoàn toàn đồng ý với bác. Mặc dù nhiều người sẽ xem cái chuyện đó là quá khó đối với tuổi trẻ, nhưng mà thật sự tôi tin vào cái năng lực và tôi tin vào sự thông minh của giới trẻ bây giờ. Giới trẻ bây giờ rất là nhạy cảm và cực kỳ thông minh. Chứ không phải chỉ có không có, chúng ta nhiều khi chúng ta không tạo điều kiện con em chúng ta phát triển. Chúng ta thích dẫn dắt, tôi rất ghét nhất cái chữ dẫn dắt, chỉ có bò mình mới dắt thôi, chứ còn con người chỉ có hướng đạo, hướng dẫn chứ không có là dẫn dắt. Đó. Thì thậm chí thời xưa có chữ khải đạo nữa, miền Nam có chữ khải đạo. Dạ. Counselor thời xưa dịch là giáo viên khải đạo. Rất là thú vị, cái chữ khải minh là làm cho nó sáng, cái khải đạo là cho họ thấy, trình bày cho họ thấy con đường. Đó, thì cái đó. Thì tôi hoàn toàn đồng ý là vấn đề triết học chứ không khó. Bây giờ chắc là bác đọc rất nhiều sách, bác biết có những cái cuốn sách gọi là triết học cho trẻ con phải không ạ? Em thấy em thấy ở bên kia, nhất là bên nước ngoài ấy, có những cái cuốn sách giúp cho các bạn trẻ con ấy, tiếp xúc rất nhiều. Một trong những cuốn đó thì em thấy Thế giới của Sophie chắc thầy cũng biết. Đây là một trong những cái quyển mà lần đầu tiên em đọc em cảm thấy là tại sao lại có một tác giả mà có thể truyền đạt những cái thứ như thế này đến với các bạn trẻ một cách nó dễ dàng như thế. Vì rất là nhiều những cái hiểu biết của các bậc minh triết từ ngày xưa. Đấy ạ. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà tư tưởng không còn độc quyền của một cái tầng lớp nào trong xã hội nữa. Cái tính chất dân chủ của tri thức nó mở rộng tới mức là chẳng hạn chúng ta có Wikipedia, chúng ta có những cái thư viện hoàn toàn miễn phí. Để mà đó, và nhiều người còn thậm chí là vượt lên luật pháp để mà mở những cái thư viện cho chúng ta đào sách xuống hoàn toàn nghĩa là miễn phí. Và cái Google mà Scholar chẳng hạn muốn search vào trong những cái bài nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ có tri thức không biên giới, và tri thức nó được dân chủ hóa, quần chúng hóa tới mức tối đa. Thì tương tự như vậy, nói tới quay trở lại vấn đề triết học, tập và triết học chỉ là gì? Chúng ta tư duy về thân phận chúng ta, tư duy về cuộc đời của chúng ta để định hướng chúng ta quay trở lại cái nội dung là hướng nghiệp, chọn ngành, chọn nghề này. Nói vậy, chúng ta biết được chúng ta khao khát, mong muốn và định hướng cái cuộc sống của chúng ta như thế nào, chúng ta hãy đi trên con đường đó. Thì cái đó là phải có tư tưởng, phải có triết học. Và triết học không phải là một cái gì khó khăn cả. Như là các bạn vẫn lầm tưởng. Đúng ạ, em thấy mình tiếp cận dưới một góc nhìn nó nhẹ nhàng hơn với các triết học thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đối với mình. Trong tâm lý học đó, đây là cái chỗ giao thoa giữa tâm lý học và triết học này. Nó có một cái khái niệm gọi là identity, mà nhà tâm lý học phát triển gọi là tâm lý xã hội, gọi Eric Erikson đó. Ông ta cho rằng ở mỗi giai đoạn chúng ta có một cái vấn đề tâm lý xã hội chúng ta cần phải giải quyết. Thì ở cái tuổi thiếu niên đó, là cái tuổi mà chúng ta chuẩn bị chọn ngành, chọn nghề đó nè, có một cái vấn đề chúng ta cần giải quyết là vấn đề identity. Identity đã được dịch là danh tính, đã được dịch là bản sắc, riêng tôi sẽ dịch là căn tính. Căn là cái rễ. Đó, tính đây không phải là chỉ là cái tính chất mà nó là cái bản chất của một sự vật. Đó, thì căn tính chính là cái mà gốc rễ bản chất của chúng ta. Thì đó, nghiên cứu của giáo sư Macias cho thấy là có bốn loại, bốn hành trình đi trên cái con đường căn tính. Đó là vô tri về căn tính. Đó là một cái dạng gì? Cái dạng gọi là bố mẹ đặt đẻ hết rồi,
À, tôi lớn lên là tôi nam thì tôi lấy vợ nữ, tôi lấy chồng xong, lấy vợ xong phải có con. Có con xong rồi tôi phải đi làm, đi học, đi làm tất cả cuộc sống. Chúng ta nghe xã hội định đoạt cái gì chúng ta, hay bố mẹ định đoạt chúng ta làm theo cái đó. Thì cái đó có nghĩa là chúng ta không khám phá và chúng ta cũng không quyết định về cuộc sống của chúng ta. Cái tự quyết á, khi nãy nói đó, đã. Thì cái đó là Marcias gọi là vô tri về căn tính. Vô tri về căn tính. Rồi. Okay. Cái kế tiếp thứ hai là trì hoãn về căn tính. Tức là mình, đây là những cái bạn trẻ, khám cái gì cũng muốn khám phá, ngành nghề nào cũng thử. Hôm nay muốn chơi skateboard, mai mốt muốn chơi violon, rồi mai mốt nghĩa là vậy. Nhưng mà mãi không quyết định là tại vì sợ. Vâng. Hoặc là chưa có một cái sự tri thức làm nền tảng để tôi quyết định là tôi thử nghiệm xong rồi, bây giờ tôi sẽ chọn ngành này, tôi sẽ chọn nghề này. Đó là sự trì hoãn về căn tính. Và dĩ nhiên nó có cái tiếp theo nữa, đó là cái cuối cùng là thành tựu về căn tính. Mình bỏ qua một cái đi, thì cái cuối cùng là thành tựu về căn tính. Tức là đây là những con người đã khám phá chính mình, khám phá cuộc sống và quyết định với chính mình và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đó là thành tựu về căn tính. Thầy vừa nói, thầy vừa giải thích xong về căn tính xong thì em đang định đặt một cái câu hỏi, nhưng mà có lẽ thầy đã trả lời xong rồi. Tức là bởi vì em thấy bây giờ các bạn học sinh, hoặc là kể cả sinh viên đi, thậm chí là lớn, ở tuổi như em, em cũng gặp rất là nhiều người luôn luôn nhá, hoang mang, không biết là mình thích gì, mình cần gì. Thế thì trong trường hợp này thầy có một lời khuyên nào cho những người như thế không ạ? Trước tiên mình nói về nguyên do này. Nguyên do nữa, không biết gì, không thích gì là tại vì sao? Chúng ta đang có một cái thế hệ mà bố mẹ về vật chất thì cho đủ thứ, mà về tinh thần thì không cho gì cả. Em suy nghĩ thử xem. Về vật chất cho hết tất cả, về tinh thần không cho gì cả. Về tinh thần trong đó cái quyền tự quyết, quyền tự chủ và quyền tự lập. Con phải thế này, con phải thế kia, đi chơi, đi nghỉ mát cũng là phải có một cái quyết định của bố mẹ. Không dám cho con thử, không dám cho con tự chủ, không dám cho con tự quyết. Từ nhỏ mọi quyết định của bố đều là bố mẹ. Trong khi vật chất thì rất là đầy đủ, nhưng mà tinh thần lại thiếu thốn. Và em cứ nghĩ thế xem, một cái đứa bé mà đi học từ 6 sáng 10 giờ đêm còn thời gian để nó suy ngẫm không? Để nó biết về chính mình không? Không biết về chính mình thì làm sao có thể chọn được một ngành nghề. Chúng ta quay trở lại đó, cái tự tri biết về mình thì mới chọn được cái con đường mình đi chứ. Thật ra đây là cũng là một trong những cái thắc mắc mà bọn em nhận được rất là nhiều, những cái thứ mà tâm sự của các bậc làm cha mẹ hay là những các bạn học sinh ấy. Tại vì cái áp lực từ cái việc mà mình phải hoàn thành cái cuộc kỳ thi này nó đã lớn rồi, bởi vì đây là một cái kỳ thi mà gần như là quyết định cả đời rồi. Thôi em không nói dùng cái từ đấy thì để cho các bạn đỡ áp lực hơn, mà thậm chí là người ta vừa phải học như thế, cả ngày học từ sáng đến tối rồi đã đi học thêm. Và sống trong cái áp lực là cái những cái mong chờ của cha mẹ về một cái người con có thể thi đỗ, về một người con có thể làm được việc này việc kia như họ muốn. Cho nên em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ cũng khá là tội nghiệp. Một số bạn em thấy là bị những cái áp lực này nó bủa vây kinh khủng. Thì ý kiến của tôi về chuyện đó như thế theo, nào? Theo thầy thì các bạn nên làm gì để mà giải tỏa bớt những cái căng thẳng từ phía cá nhân, từ phía các bạn học sinh, và một lời khuyên luôn cho các bậc cha mẹ là cha mẹ nên làm gì trong cái giai đoạn mà các bạn chuẩn bị thi cử như thế này, chuẩn bị có những cái quyết định trọng đại như thế này trong đời. Quả thật là nếu mà nói rằng bây giờ một tháng nữa thi cử rồi thì có lẽ sự thay đổi ở bậc cha mẹ cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi chuyện nó phải được chuẩn bị từ trước. Ở đây có thể là một cái thông điệp mà gửi ra cho tất cả các bậc cha mẹ ngoài kia là hãy chuẩn bị ngay từ lúc mà con biết nói no. Em biết cái từ cái lứa tuổi mà nó là 4-5 tuổi đó, nó bắt đầu nó nói no. Không, cái gì nó cũng không. Đó là một cái giai đoạn đứa trẻ nó đang hình thành cái quyền tự chủ của nó. Mà nếu chúng ta không biết về tâm lý thì chúng ta sẽ thích những đứa con ngoan, những đứa con hiền. Thưa, cái nguy hiểm của những đứa con ngoan là những đứa con đã đánh mất chính mình. Nó sẽ là một con búp bê
Nó sẽ là một cái thỏi sáp, một cái cục đất sét mềm dẻo để mà bố mẹ nặn theo cái ý muốn của mình. Mà ý muốn của mình á, đôi khi lại là cái kết quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của những cái chấn thương nội kết mặc cảm của mình thời xưa. Mình thời xưa mình mặc cảm, tôi năm nay 60 cho nên có thể nói thẳng với bố mẹ những cái điều này không kiên nể. Tại vì thế hệ tôi, nếu ở tuổi tôi thì có thể cũng đã làm ông bà rồi, chứ không còn là làm bố mẹ nữa. Thì có phải là chúng ta thời xưa mặc cảm nghèo, cho nên chúng ta bây giờ muốn con cái phải chúng ta cung phụng chúng với bất cứ cái điều kiện vật chất nào, nhưng mà đồng thời chúng ta lại quá sợ hãi là con ta chúng ta sẽ nghèo, cho nên con phải học cái này, con phải học cái kia, đẩy con vào những cái trường mà vượt qua cái sức học của nó, để bắt nó phải là như vậy, phải nghĩa là cố gắng hết mình. Rồi đến nữa là có cái nhà lớn thì phải có để chỗ để cái piano cho nó sang, thì con phải học piano để khách tới con có thể trình diễn gây ấn tượng với khách hay bà con. Nói như vậy thì hơi tàn nhẫn quá, không nhất thiết là vì bố mẹ nào cũng vậy. Nhưng thầy muốn đẩy tới một cái, tôi muốn đẩy tới cái cực đoan để bố mẹ suy nghĩ rằng chúng ta đang sống cho con, hay chúng ta thật sự chỉ con là cái đứa mà nó tiếp tục sống tiếp những cái giấc mơ, thực hiện những cái giấc mơ gian dở của mình, mà những giấc mơ đó nó vốn phát xuất từ sự mặc cảm và sợ hãi của một cái thời đói nghèo của mình. Để suy nghĩ chuyện đó, để mà cho thật là sâu sắc về cái chuyện đó, để mà giúp con được con. Em nghĩ là khi mà thầy trao đổi về cái vấn đề này thì có lẽ sẽ là rất là nhiều người sẽ phải nhìn lại mình một chút. Nó hơi chạm, nó hơi xúc, có cảm giác là nó có thể hơi xúc phạm. Nhưng mà tới lúc chúng ta phải thẳng thắn, tại vì sao? Chúng ta không muốn con của chúng ta có những hành vi tự bại. Chúng ta không muốn con của chúng ta có hành vi tự hại. Và chắc chắn có một cái tự khác mà chúng ta không muốn nữa là tự tử hay tự sát. Tự bại là có những hành vi để mà dẫn tới những cái thất bại trong cuộc sống của nó. Tự hại để làm tổn thương về tinh thần hay là tổn thương về thể xác của nó, chẳng hạn nghiện ngập này nọ, tự bại chẳng hạn như procrastination, rất là trì hoãn. Tự hại chẳng hạn như là nghiện ngập hay là cắt tay cắt chân, và cuối cùng chắc chắn mình không muốn con mình tự sát. Thì nếu vậy thì phải để cho con cái gì, ba cái tự khác là tự quyết, tự chủ và tự lập. Khi con tự quyết, tự chủ và tự lập thì chính đó cũng là tự do của con. Em xin hỏi thầy là với rất là nhiều năm kinh nghiệm thầy làm ngành giáo dục ở bên Mỹ, thì nước Mỹ nó có cái cách định hướng nghề nghiệp nào mình nên tham khảo không? Hoặc là các bạn học sinh ở bên đó, tại vì em chưa bao giờ em tìm hiểu sâu về đấy, thì các bạn học sinh ở bên đó thì các bạn có khác các bạn học sinh ở bên mình về cái việc là định hướng, hoặc là các bạn có giống nhau ở việc là hoang mang hay là như thế nào không ở bên đó? Bây giờ mình sẽ đi từng bước ha. Điều thứ nhất đó là có rất nhiều công cụ phải trả tiền hoặc không trả tiền để mà mình đánh giá bản thân của mình, và rất là đơn giản khi nãy chúng ta đã nói tới, thì nó đánh giá trên cái hai cái ba cái. Mà chính mô hình Ikigai mà mình nghĩ là nó mới mẻ, thật sự cái này nó đã có từ lâu, cái khái niệm này có sẵn từ lâu. Và lúc thầy mới qua Mỹ để mà, tức là 30 năm trước để mà học á, là đã có những cái bài trắc nghiệm. Thứ nhất là sở thích, thứ hai sở trường, ok, tiếng Anh là interest, và thứ hai là competence hay là năng lực, hoặc là skill, hoặc là knowledge. Đó là SKA, tức là competence, knowledge và skill. Đó thì phải nói sau khi mình trắc nghiệm xong, nó sẽ cho mình có những cái sở thích như thế nào. Và cái sở thích đó nó sẽ chia ra là tôi thích làm việc với máy, tôi thích làm việc với người, mà tôi thích làm việc với người số ít hay là làm việc với người số nhiều. Đó là sở thích. Còn năng lực nó sẽ chia ra những ngành, thí dụ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, những ngành về nhân văn. Rồi mình sẽ phối hợp những cái đó lại với nhau. Thế như vậy, một bên là tôi dịch dùng tiếng Việt luôn, dùng tiếng Hán Việt luôn để kết hợp lại cho các bạn có mà tôi gọi là ba cái sở. Ok, sở thích,
sở trường. Còn cái thứ ba mà mô hình là Ikagi nói tới là sở dụng, tức là ngành nghề của mình, xã hội có dùng được không và mình có dùng được nó không thì sở dụng. Thì chỉ cần ba cái đó phối hợp với nhau. Dạ. Rồi, đó là một cái. Cái thứ hai đó, tại mỗi trường đại học và đặc biệt là những cái trường mà gọi là cao đẳng đều có một cái phòng tham vấn. Và phòng tham vấn đó đó là những chuyên viên hay chuyên gia tham vấn hướng nghiệp ngồi trong đó. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Mình vào mình sẽ được đưa các bạn để trắc nghiệm. Trắc nghiệm xong rồi chuyên viên đó sẽ giải thích em như thế này có thể chọn ngành, chọn nghề như thế này, thế kia. Và trong đó nguyên cả một cái thư viện mỗi năm cập nhật một lần. Thư viện bây giờ thì online, thời xưa thì in, thời thầy thì in. Cập nhật hết tất cả nghề mới nhất trong năm đó. Và sẽ có cái dự kiến là sẽ phát ngành đó trong 10 năm nữa. Và trong sẽ phát triển như thế nào, 4-5 năm nữa sẽ phát triển như thế nào. Thế như vậy trẻ nó mới đủ tri thức để mà nó chọn ngành, chọn nghề. Chứ bây giờ cứ hoang mang đi hỏi ông này bà nọ hay ra sờ đầu rùa ở ngoài văn miếu để hy vọng là mình chọn ngành, chọn nghề đúng không? No. Tất cả phải có tri thức, phải có kiến thức. Thì ở Mỹ nó chuẩn bị như vậy. Nhưng cái cơ chế nó có tạo điều kiện không nữa. Việt Nam mình á, nếu thi là thi thời nay đó, là mình còn có thi đại học, nó có từng đợt. Vâng. Cho nên á, là thi đợt 1 mình thi 3 bốn trường, đợt 2 mình thi 3 bốn trường. Vâng. Nhưng mà thời xưa đó là chỉ có cái đợt đó là tất cả trường cùng thi, cho nên thi trường này không thi được trường kia, là coi như không có cái second plan, không có kế hoạch dự trù. Okay. Nhưng mà kế hoạch dự trù đó vẫn có quá nhạt, quá nghèo so với ở Mỹ. Ở Mỹ năm đầu tiên và thậm chí một số trường năm thứ hai vẫn có quyền không claim major, tức là không nói rằng tôi học ngành nào, cứ lấy lớp tất cả các lớp để thử nghiệm. Và ngành chính thì mình sẽ chọn học sao? Sóc chóng, có thể tới năm thứ ba mình mới chọn cái ngành chính, tuyên bố chọn. Và bao giờ cũng có trong một trường, nó có nhiều ngành. Cho nên là có thể chọn major và chọn minor, tức là ngành chính và ngành phụ mình vẫn thể chọn được mà không cần phải đi thi qua trường kia. Thứ hai là hệ thống chuyển đổi tín chỉ. Bây giờ thí dụ em đang học trường đại học văn hóa, bây giờ em muốn vào Sài Gòn học đại học, em có đem cái tín chỉ của năm đầu học đem qua vào trong học được không? No. Ở bên Mỹ, khắp nước Mỹ nó sẽ đổi tín chỉ cho em. Em đọc được những lớp này, nó tính, nó biết trường đó danh tiếng, nó tính như vậy, nó ok. Và em học 10 lớp chỉ có cái lớp này không thích hợp thôi, 9 lớp kia còn lại em sẽ được miễn, bù miễn mấy lớp bên này. Thì phải có cái cơ chế như vậy thì cái việc chọn ngành, chọn nghề nó mới dễ dàng chứ. Điều kế tiếp nữa đó là đầu vào rất dễ, đầu ra rất khó. Dễ theo đó gợi hứng và các em có quyền thử nghiệm, chọn ngành, chọn nghề này đó. Nhưng mà đầu ra là bắt đầu anh phục vụ con người, anh phục vụ xã hội rồi, mà đầu ra anh dễ thì anh chết người ta. Vâng. Đúng không? Trong khi Việt Nam các bạn xem thử lại, đầu vào dễ hay khó, đầu ra dễ hay khó, tôi sẽ không trả lời giúp các bạn về cái câu đó. Thì như vậy nó phải có cái gì? Chúng ta thấy có con người phục vụ, tức là dịch vụ. Nó phải có tư liệu, tài liệu để cung cấp, tức là những cái cuốn sách, tài liệu mà cho chúng ta biết các nghề hiện nay đang hot là gì. Thậm chí em có thể lên Google search những cái trang, cho có những cái trang về nghề nghiệp của chính phủ Mỹ, của sở giáo dục, nó có thể cho các em biết là ngành đó hiện nay thu nhập là bao nhiêu. Muốn biết nghề đó tiền bao nhiêu cũng có thể học được. Và khi nãy ngồi dưới kia tôi thấy Spider Room đã có công xuất bản những cái cuốn sách mà trong đó có mô tả về nghề nghiệp và mô tả luôn là mỗi ngành lương bắt đầu là bao nhiêu, vân vân, như vậy rất là tốt. Đó là những cái tài liệu mà các em cần. Nhưng mà cái điều chuyện nữa là phải có một cái hệ thống học, đầu vào dễ, đầu ra khó là một cái. Cái thứ hai là phải có cái hệ thống chuyển đổi tín chỉ. Bây giờ năm đầu tiên đó mình học gì? Giáo dục quốc phòng. Mình học về triết Mác Lê. Mình học rất nhiều thứ và trường nào cũng dạy vậy, nhưng lại không thể chuyển đổi được. Đúng rồi. Đúng không? Đáng lẽ cái năm đầu tiên tất cả đều dạy giống nhau thì chuyển đổi, tôi bây giờ tới năm thứ hai tôi không muốn học trường đó thì tôi đã học cũng những cái căn bản năm đầu rồi thì cho tôi miễn năm đầu đi, lại bắt học lại.
Thì như vậy thì rõ ràng là mình làm khó con em của mình. Vậy thì các bạn là lớp 10 hay lớp 11 chẳng hạn ở bên đấy, tương đương với cả bên độ tuổi ở bên đấy chẳng hạn, thì các bạn đã có những cái lựa chọn, thầy ý thì các bạn đã có những lựa chọn như thế nào thầy? Vâng, có những cái gia thì cái sự lựa chọn của các em nó cũng đa dạng như bên mình thôi. Vâng. Thứ nhất là có những cái gia đình truyền thống. Vâng. Bố mẹ là bác sĩ rất là giỏi thì con cái nó cũng thích đi cái ngành đó. Vâng. Đó đương nhiên. Thứ hai, cái ảnh hưởng của cái quyết định ngành nghề của chúng ta là gì? Đó là chúng ta cảm hứng từ nhỏ tới lớn, một ông bác, một ông cậu hay là một cái diễn viên đóng một cái vai gì đó và chúng ta thấy được cái ngành nghề đó là chúng ta cảm thấy rất là thích thú, thì chúng ta cũng có thiên hướng đó. Cho nên bên Mỹ có cái ngày gọi là dẫn con tới sở làm đó, em có biết ngày đó? Ừ, em có. Ừ, thì đó, để mà dẫn con, chúng ta có thể dẫn con tới cái chỗ chúng ta làm việc để con cái chúng ta có cái trải nghiệm biết bố mẹ nó đang làm nghề gì, cực khổ như thế nào, và cái chuyện là để nó biết là đi làm là như vậy đó, và nó bắt đầu giới thiệu nó vào việc chọn ngành và chọn nghề. Kế tiếp nữa là mấy 11, 12 nó có những cái đó không? À, cái việc mà thiên hướng chọn ngành chọn nghề đó nó có. Ừ. Nhưng một số bạn rất là thoải mái, quan trọng là học cho giỏi rồi. Vâng. Và xong nó sẽ vào đại học 1-2 năm đầu, nó sẽ thử nghiệm qua các lớp và từ đó nó sẽ chọn ngành học. Em nghĩ đấy là một cái lời khuyên khá là chính xác của thầy cho cũng như các bạn học lớp 10, lớp 11 đang chuẩn bị từng bước một để lên lớp 12 để bắt đầu vào các kỳ, vào các cái kỳ thi trước mắt ấy. Việc đầu tiên là mình nên học cho giỏi đã. Ừ. Nên cố gắng hoàn thiện những cái lớp mà mình phải tham gia, những cái môn học mà mình cần phải hệ thống lại là như thế nào nữa, thì đấy cũng là một cái các bạn cần phải lưu ý. Còn một cái nữa là nói về vấn đề học cho giỏi đó. Ừ, các đúng. Em hãy bỏ cái ý tưởng học cho giỏi là học nhiều được cao điểm đi. Đúng ạ. Cao điểm chưa chắc là học giỏi. Học giỏi một môn nào đó có nghĩa là mình đam mê cái môn đó tới mức đó là mình cảm thấy hình như thầy cô giảng cái này chưa đạt. Mình về mình thử kiếm sách đọc thêm coi. Và bây giờ rất là tốt, sách dịch, sách tiếng Anh, sách gì đó là gần như là rất là nhiều, đọc không kịp không hết. Phải đọc trong cái ngành nghề đó để mình xem coi là thật sự cái kiến thức ngoài kia nếu mà thầy cô không cập nhật á, sẽ còn thua mình nữa. Hôm vừa rồi tôi mới tư vấn mấy bạn. Tôi nói có bao giờ các em học để vượt thầy cô ngay khi con đang còn học trung học không? Ừ. Các em há hốc mồm nói, làm sao vượt được? Các em không biết là kiến thức của thầy cô trong cái thời đại, nếu chỉ học từ đại học sư phạm ra, từ một cái cử nhân nào đó ra, chưa chắc bằng các em. Nếu các em có một cái niềm đam mê mãnh liệt mà các em học sách vở ngoài kia, Internet, Khan Academy, vân vân, tất cả. Coursera. Coursera, Udemy, nhiều thứ lắm. Các em học, cái kiến thức của em sẽ hơn thầy cô. Và như vậy, đó, học là với cái tâm trạng như vậy. Cho nên học giỏi là học như vậy. Chứ không phải và hiểu được cái mạch lạc nối kết với nhau. Đầu tiên là gì? Chúng ta có data, các biết data. Việt Nam là dịch là gì? Dữ liệu gì đó, phải không? Rồi. Khi data mà nó kết hợp với nhau, chúng ta có gì? Thông tin. Khi thông tin kết hợp với nhau mà nó trở thành một cái khung, trong khung nhận thức của chúng ta, chúng ta có kiến thức. Từ kiến thức kết hợp với trải nghiệm của chúng ta, nó trở thành tri thức của chúng ta. Tri thức xong rồi kết hợp với sự trầm tư, suy nghĩ về đời sống, thân phận con người gì đó, những cái triết học, chúng ta sẽ có trí tuệ. Và cái đích cao cuối cùng của tri thức, của cái hành trình của đó knowledge, là tiến tới wisdom, là trí tuệ. Thế còn đừng có nghĩa là tôi có thể kể vằn vắt thủ đô của năm nước châu Phi vân vân, cái đó chỉ mới ở mức thông tin thôi. Thông tin phải biến thành kiến thức, kiến thức phải biến thành tri thức, và tri thức phải biến thành trí tuệ. Và chấp nhận như vậy, và học là phải học như vậy. Cho nên học giỏi là học như vậy, chứ không phải học giỏi là có thể trở thành cái máy thuộc lòng, tại vì bây giờ Google ra có hết, cần gì phải học nữa. Hoặc mai mốt mình gắn cái thành cyborg, gắn cái chip vào trong đầu nhớ hết, cần gì phải học nữa. Sẽ có một ngày tương lai như thế chẳng hạn. Vâng, chắc chắn. Vâng, chắc chắn đó, thì mình phải chuẩn bị trước. Vâng. Cái đó. Em có thêm một câu hỏi là về cái việc chọn ngành chọn nghề. Thí dụ như có rất là nhiều bạn là trong cái bắt đầu đến lớp 12 các bạn chọn không thi đại học nữa. Các bạn chọn học cao đẳng hoặc là chọn một cái học nghề nào đó để các bạn đi theo, thì thầy đã hướng đi đấy như thế nào? Điều quan trọng các em có
thấy được cái đam mê của mình với ngành nghề đó không? Điều quan trọng là các em thấy rằng đây là một cái mục tiêu và một cái đi với một cái kế hoạch hữu hiệu để có thể bảo đảm cho đời sống của mình ít nhất về mặt kinh tế hay không. Tức là các yếu tố về đam mê, tri thức và vấn đề kinh tế. Tức là sở trường, sở thích và sở dụng có đáp ứng được hay không. Còn cái chuyện đó là không có nghề nào hèn, chỉ có người hèn mà thôi. Không có nghề nào hèn, chỉ có người hèn mà thôi. Cho nên có bỏ ngang đi học cũng không sao cả. Tôi có một người bạn vì hoàn cảnh gia đình, tức là năm nay cũng là 61 tuổi. Trước kia anh ta vì hoàn cảnh gia đình anh ta bỏ ngang và anh ta đi học qua một cái trung học và học nghề hàn. Nhưng mà sau đó rất là đam mê đọc sách và v.v. anh ta quay trở lại học cái lớp về lý thuyết, sáng tác và chỉ đạo cho một cái trường kịch nghệ, sân khấu và kịch nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó anh ta lại đi học thêm và anh ta trở thành một cái ký giả nổi tiếng. Đó, cho nên cái vấn đề là cái đừng có tự giới hạn mình, đừng có nghĩ là mình học 4 năm đại học ngành đó là coi như là mình sẽ đi theo đó suốt đời. Vấn đề là tự học, thời đại này là thời đại của tự học, tự trau dồi. Và mình sẽ chọn được cái ngành nghề nào mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm thấy tài năng của mình được bộc lộ nhiều nhất. Và dĩ nhiên, nếu kiếm tiền được nhất, nhiều nhất thì cũng tốt thôi, đâu có gì xấu xa trong chuyện đó. Đó. Em rất thích là cái phần mà thầy nói về đây là cái thời đại của tự học. Và em cũng quan điểm cái đấy là cái việc, cái quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là việc tự học là cái hành trình học tập này nó phải kéo dài đến gần như là cả đời. Chứ không phải là mình học xong mấy năm đại học mình bắt đầu đi làm, mình bắt đầu quên mất cái việc tự học đấy của mình. Bởi vì ngay cả khi mà em đi làm đây, em cũng thấy là kiến thức mình nhiều khi nó vẫn còn rất là nhiều lỗ hổng. Và cái việc mà mình mài sắc những cái việc tự học này của mình khiến cho mình là có đam mê nhiều hơn với công việc ấy. Em đồng ý. Cảm thấy thế. Thì rất là mong các bạn. Chính vì vậy có những cái xin lỗi các lời bác. Chính vì vậy có những ngành mà hiện bây giờ mình gọi là service learning này. Có những ngành gọi là dạy tích hợp này. Có những cái phương pháp học như là về gọi là project based learning này, học theo dự án này. Chính là để đáp ứng cái thực tế là vậy. Thời xưa chúng ta học các môn riêng lẻ với nhau, rồi khi học ra trường thì chúng ta lại phải cố gắng áp dụng lại. Bây giờ ngay từ trung học đã có những bộ môn tích hợp, có bộ môn service learning, có nghĩa là học để phục vụ cộng đồng, làm những cái đề án phục vụ cộng đồng. Xin lỗi, một cái đề án, thí dụ bây giờ xây dựng một cái thư viện cho cộng đồng, các em phải tính gì? Phải có khả năng về tài chính, tính toán về tài chính ngân sách, đúng không ạ? Đúng ạ. Thứ hai là phải có về cái kiến thức về phân loại thư viện, các loại sách như thế nào. Thứ ba nữa đó là đánh giá chất lượng sách vở như thế nào. Thứ tư là đi vận động về hành chánh của những người, thì cái đó là một hình thức ngoại giao và quản lý công. Đó, tất cả những cái đó tổng hợp để làm thành cái đó là project based, tức là học theo dự án. Và như vậy giống như bây giờ em ra em làm một công việc gì thì cũng em phải tổng hợp kiến thức từ nhiều cái. Đúng ạ. Chứ đâu có thể nào lấy từ một cái bộ môn mà ra được. Cho nên cái mà gọi là dạy tích hợp là nó để đi trở lại đúng với cái thực tế của đời sống. Và nói với các bạn như thế này, tôi vì một số cái nguyên do mà năm 1980, tức là thời đó là chắc một số bạn sao theo dõi chương trình của mình, lúc đó còn chưa sinh ra nữa. Vâng. Thì á, là tôi không đi thi. Và 3-4 năm sau tôi mới là đi thi trung học. Tôi được biết bây giờ thì cũng có tình trạng như vậy. Cho nên có những chuyện mà mình trì hoãn 1-2 năm. Thậm chí bên Mỹ còn có chuyện đi gap year nữa mà. Gap year, đi du lịch. Đúng rồi, đi du lịch để mà trưởng thành, tự chủ, tự quyết, vân vân. Rồi khi đó quay trở lại học với một cái tâm thế mới, với một cái sức sống mới, và mới một cái đam mê mới, thì khi đó thực sự mới là trở thành một người học suốt đời. Đó, cho nên đừng có quan trọng hóa quá. Và nói với các bạn điều này, các bạn tự hào ở Việt Nam, các bạn thí dụ như tự hào học xuất thân từ một số trường trung học danh tiếng. Nhưng mà khi các bạn đã làm 10 năm, 20 năm rồi, không ai hỏi tới là em tốt nghiệp trường trung học nào vậy? Hay là lớp 11 em có phải em có một con 6 điểm, 7 điểm phải không? Không ai trả lời hỏi chuyện đó. Và ngay cả bây giờ các bạn tiến sĩ, người ta cũng thậm chí người ta cũng không hỏi là anh lấy bằng tiến sĩ đâu. Mà vấn đề là anh sau khi có bằng tiến sĩ anh đã đóng góp cho cuộc sống như thế nào.
Ở bên Mỹ có một cái điều mà thầy vẫn làm, tại thầy tư vấn cho phụ huynh và học sinh rất là nhiều. Ở tại vì 6 năm cuối là tôi làm ở một cái trường trung học, làm chuyên gia tâm lý, sở giáo dục điều về làm ở trung học. Thì tôi nói với các em á, là đừng vội vào trường trung học danh tiếng nhất, đừng vội vào trường đại học danh tiếng nhất, mà hãy xem cái đích cuối cùng của mình là trường nào đã. Thì á, cái trường cuối cùng mình ra đó, thí dụ nếu quyết định là sẽ ngưng là ở bằng tiến sĩ, thì cái trường mà cuối cùng mà mình làm tiến sĩ mới là trường quan trọng nhất. À. Tại họ nhìn cái cuối cùng, nhìn cái CV là nhìn cuối cùng. Thế bây giờ em học trường mầm non danh tiếng nhất Hà Nội, có ai lật cái CV hỏi em học trường mầm non kỳ đó trường danh tiếng quá mà. Ai mà xem lại cái lịch sử như vậy. Mà. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại cử nhân thì cái trường đại học 4 năm đó phải là trường tốt. Mà. Đó. Cho nên cái việc vấn đề chọn trường, chắc chắc là hôm nào mình nói cái chuyện chọn trường nó liên quan tới cái chuyện đó đi. Sẽ nói cái việc chọn trường. Ok, rồi. Bây giờ cũng đã đến những cái phần cuối của cái buổi talk show ngày hôm nay rồi. Thì em có thu thập ở đây một số những câu hỏi từ các bạn học sinh, những người trẻ, và câu trả lời của một số những câu hỏi đặt ra của phụ huynh nữa. Thì em sẽ đặt một hai câu hỏi để nhờ thầy giải đáp tư vấn dùm các bạn. Ví dụ ở đây là một bạn đã gửi cho bọn em như thế này: sau khi lên đại học và thấy không hợp với ngành đã chọn thì em quyết định về nhà và ôn thi lại vào kinh tế. Thế nhưng mà phải đối mặt với cả lời nói nặng nhẹ từ hàng xóm, người thân, thì tự nhiên đang học trường ngon lành lại nghỉ, giờ thì không biết, về thì không biết là đậu vào cái gì nữa. Chắc là học ở trên đấy rốt quá không theo được nên là bị đuổi, mới thấy tí khó khăn thôi mà đã bỏ rồi. Thì họ đâu biết là em đã phải chịu những áp lực gì, và em phải làm thế nào để người lớn ở trong nhà hiểu được những cái quyết định của em? Đầu tiên thì chắc chắn là phải thu thập đủ thông tin, viết sẵn một cái bài luận để mà biện hộ cho quan điểm của mình. Rồi xong sẽ yêu cầu bố mẹ hoặc là những người trong gia đình xin cho một buổi để trình bày cho nó rõ ràng, với từ sự thành tâm và chân thật của mình, để cho thuyết phục bố mẹ. Nhưng bố mẹ không hiểu hay là không chấp nhận, nhiều khi hiểu mà không chấp nhận, thì vì tự ái, vì sợ quê mặt với hàng xóm, xấu hổ với bạn bè, thì đó là việc của bố mẹ, đó là chuyện của bố mẹ chứ không phải chuyện của mình. Em, thế giới này chỉ dành cho những người tự tin vào chính mình, những người quyết tâm đi trên cái con đường của chính mình đi lên. Nên nhớ Tổng thống Obama chẳng hạn, xuất thân ngay cả bố mẹ ly dị, nghèo, vân vân, mà ông ta đi lên được tới mức làm tổng thống một cái đất nước như là Hoa Kỳ. Nó là cái con đường của phải là tự tin vào chính mình, phải có những cái giá trị cốt lõi mà mình tin. Cho nên tôi không dám dùng một cái câu của trong Thánh Kinh, nó rất là nặng câu đó, để mà nói rằng có ai bàn ra tán vào thì chúng ta vẫn phải vững vàng đoàn lạc đà cứ đi. Chúng ta phải vững vàng trên hành trình của mình. Bố mẹ không thông hiểu đó thì mình đừng có buồn hay là căm giận hay là phẫn hận, mà đều phải hiểu rằng mỗi người chỉ có thể hiểu một vấn đề tới một cái chừng mức nào đó thôi. Có thể 5-10 năm sau bố mẹ sẽ hiểu, thuyết phục trở lại. Nhưng mà điều đó thì nó quả thật là tôi biết em đang gặp một cái hoàn cảnh, rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn. Khi bị áp lực hàng xóm là như vậy. Quan trọng là người thân thôi em ạ. Người thân, mà nếu mà người thân không hiểu thì có một người trong đời sống của mình hiểu mình là đã quý giá lắm rồi. Chúng ta có một cái sai lầm, và cái này nói ra thì có thể nhiều người hơi sốc, là chúng ta cứ nghĩ rằng người thân trong ngoặc kép, tức là những người có liên hệ máu huyết với chúng ta, hay là những người đã ký kết với chúng ta một cái bản giao ước xã hội gọi là hôn nhân hay gì đó, thì hiểu chúng ta thì chúng ta mới hạnh phúc, còn không hiểu chúng ta thì chúng ta đau khổ. Thế không, điều đó không nhất thiết là những người đó là những người hiểu chúng ta nhất. Những người hiểu chúng ta nhất nhiều khi lại là một người bạn nào đó, một đứa học trò nào đó, một thầy cô nào đó. Em rất đồng ý. Cho nên là đừng nghĩ rằng là vợ chúng ta phải hiểu chúng ta nhất, hay là bố mẹ chúng ta phải hiểu chúng ta nhất. Không, no.
Và chỉ nhiều khi không đến từ người trong gia đình. Đúng rồi, và điều đó không có gì sai cả. Tôi vẫn thương bố mẹ tôi rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà tôi biết là bố mẹ tôi chỉ hiểu tôi được thí dụ 34%. Nhưng mà những cái đó là quý lắm rồi. Hiểu được chừng nào mình quý chừng đó. Và mình chỉ chia sẻ với nó. Tại vì sao có một tâm lý lúc nhỏ, chúng ta chơi với bạn bè mấy đứa nhỏ tới, không biết Bách có nhớ thời tiểu học không? Chúng ta có thể chơi với nhau, ngủ cùng nhau, tất cả gì cũng chia sẻ với nhau, một cái kem cũng mút rồi đưa qua biết thằng nhỏ kia mút. Chúng ta cứ có một cái tâm trạng là một cái người mà thông hiểu phải là chia sẻ chúng ta 100%. No. Thật sự không có cái chuyện đó. Mỗi người hiểu chúng ta một cái lát cắt của chúng ta là quý lắm rồi. Và trân trọng cái người đó. Rồi, vẫn trân trọng mấy người đó. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta mới nghe thì có vẻ rất là cô đơn. Nhưng mà không sao. Không sao, chúng ta cứ đi tiếp. Mỗi người hiểu chúng ta một phần, hãy trân trọng cái điều đó. Và em cũng quan điểm là dần dần chúng ta đều có những cái sự thay đổi. Ngay cả cha mẹ của mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Những cái suy nghĩ của họ lúc này họ nghĩ là đúng, thì vì sau một thời gian họ nghĩ là và nhìn lại cái con đường mà con cái mình phải trải qua, thì họ sẽ thấy là có khi cái thời để mình áp đặt như thế lại sai chẳng hạn. Thì từ kể cả hai phía, từ phía bạn đó vẫn là kể cả gia đình, đều phải có những cái cuộc trao đổi. Quan trọng là mình phải trao đổi, quan trọng là mình phải nói chuyện. Chứ không thì mình cứ giữ những cái thứ đấy ở trong lòng, vì nó đến một ngày nào đó nó không quá mức chịu đựng của mình, nó bùng lên thành là một cái thứ rất là khác. Việt Nam á, có cái là nói rằng là nó lời nói phải củ cải cục nghe. Đúng. Nhưng mà xin thưa là nhiều khi nó không phải là củ cải, cho nên không phải nhất thiết là nghe. Nhưng mà khi bố mẹ, người thân, người yêu của chúng ta, nói về giới trẻ phải nói về người yêu, hàng xóm, bà con, cô bác gì đó mà không hiểu, khăng khăng không muốn chấp nhận mặc dù đã hiểu đó, thì phải xem họ phát xuất từ những sợ hãi nào, từ những cái cảm xúc nào. Dạ. Những cảm xúc đó nhiều khi là do một cái chấn thương hay là một nội kết trong quá khứ, cho nên khiến cho họ sợ, quá sợ để chấp nhận một cái thực trạng hoặc chấp nhận một cái viễn cảnh mà chúng ta muốn cho họ thấy. Thì trong trường hợp đó hiểu để mà thương. Được. Và giúp họ chữa lành những cái chấn thương đó để họ có thể chấp nhận được. Được. Chúng ta. Và cái tiến trình đó không phải là tiến trình một sớm một chiều, hãy kiên nhẫn. Được. Phải thương yêu, hiểu rằng bố mẹ chúng ta sống vào một cái thời đại khác và có những nỗi khổ tâm mà đôi khi để lại những cái chấn thương trong tâm hồn của họ. Cho nên hiểu để mà thương, để giúp họ chuyển hóa. Rất là hay. Em còn một câu hỏi cuối cùng đến từ một vị phụ huynh. Thì bác có hỏi như này: nuôi con lớn đến bây giờ thì tôi nghĩ mình đã đủ hiểu tính cách của con nên muốn hướng cháu theo ngành mình chọn. Ra trường cũng không lo thất nghiệp vì đã có gia đình đã hỗ trợ. Nếu cho con học theo ngành con thích thì cũng không chắc thì 1-2 năm sau con còn thích không. Cơ hội việc làm cũng không được đảm bảo. Con đã phản đối bằng cách là chiến tranh lạnh với tôi trong suốt thời gian qua, nhưng mà tôi vẫn tin rằng cái quyết định của mình là đúng. Vậy thì tôi nên làm thế nào để thuyết phục con nghe theo mình đây? Thuyết phục thì có nhiều thứ và tôi có thể chỉ cho vị phụ huynh này, chẳng hạn như đưa cung cấp những cái tài liệu về sự thành công của ngành nghề đó. Dẫn con đi gặp những cái người mà thành công trong ngành nghề đó để cho con thấy. Và tiếp tục kiên nhẫn trao đổi với con. Nhưng mà tôi sẽ không khuyến khích về cái chuyện đó, là tại vì thực sự đó, cái mà chúng ta tin là đúng chắc gì đã đúng trong vòng những năm kế tiếp. Như chúng ta nói ở Việt Nam này rất thiếu những cái thông tin về ngành nghề. Cho nên thứ hai nữa, chúng ta đã phủ nhận cái ý chí tự do của mỗi con người. Cái điều này nghe có vẻ triết học, nhưng mà thật sự các bạn hãy nhìn lại. Cái điều mà tôi vẫn chia sẻ với phụ huynh đó, xin các bác, các chú, và thầm tôi năm nay 60, xin các anh chị nhớ một điều: thời xưa chúng ta đã khao khát độc lập, tự do, hạnh phúc như thế nào. Dùng cái khái niệm của em khi nãy em nói đó Bách, là có độc lập mới có tự do, có tự do mới hạnh phúc. Có nhớ tới thời xưa chúng ta đã bị áp bức như thế nào trong gia đình, tức là ông bà của mấy đứa con của chúng ta, để chúng ta khao khát sự độc lập như thế nào. Tại sao khi chúng ta, trước khi chúng ta khao khát độc lập, tự do, hạnh phúc vậy, bây giờ chúng ta lại tước bỏ cái đó của con cái? Và thật sự chúng ta có hiểu hết những cái ngành, thí dụ như bây giờ nó muốn chơi thành một họa sĩ, nó muốn là họa sĩ, thì chúng ta sẽ thấy ngay là họa sĩ đó là có thể là nghèo, sống nghèo. Bây giờ mình cũng đầu cũng vậy, những người văn học nghệ thuật là nghèo, xin lỗi, không chắc.
Chưa chắc. Chưa chắc. Nếu mà là Bửu Y, là Đỗ Quang Em, là Lê Bá Đảng thì thành thật mà nói là những cái bậc đại gia thường cấp thường thường không thể nào mua nổi bức tranh của họ đâu. Đó, cho nên là chưa chắc những nghề mà mình cho truyền thống là nghèo. Điều thứ hai, đúng, tuổi trẻ nó có sự thay đổi. Thì có một cách định hướng là như thế này, là có những cái trường, những cái bộ môn mà mình học á, nó sẽ cho ra nhiều ngành. Đừng có nghĩ là chỉ có một ngành nó ra một nghề, mà có những ngành nó sẽ cho ra nhiều nghề khác nhau. Thì học những ngành mà sẽ cho ra nhiều nghề, cái sự chọn lựa nó sẽ cao hơn. Đó là như vậy. Và cũng cho con thấy, thí dụ ngay cả ngành y nó cũng rất là rộng. Thí dụ bác sĩ thú y, bác sĩ thú y nếu mà muốn kết hợp là tôi rất thích chó mèo, và tôi thích chăm sóc thú vật, và tôi lại cũng có một chút kiến thức về sinh học, mà bố mẹ là muốn bảo đảm về tài chính thì cho con thử xem, cho nó thăm dò nghề thú y. Với điều quan trọng là cho con thử nghiệm. Nhưng mà tôi nói trong một cái hệ thống giáo dục như Việt Nam thì nó sẽ khó khăn. Là tại vì á, nửa chừng không thay đổi được. Rồi nhưng mà chúng ta hãy nghĩ như thế này, 2 năm đời người rất là ngắn ngủi. Và cái gia đình này rõ ràng bà mẹ nói là tôi cũng không lo về vấn đề tài chính. Tại vì tôi không thể lo vấn đề tài chính thì còn sợ gì nữa. 2 năm mà nó thấy không còn thích hợp ngày nào đó, khi nó quay ra lại nó học cái ngành khác á, thì nó sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn. Mình dám thử nghiệm cái chuyện đó không? Tại vì có một cái điều đau đớn mà xin các bậc phụ huynh nhớ cho, những cái xung đột của bố mẹ khi bố mẹ trở về già đó với con cái, đôi khi nó phát xuất từ thời teenager, tuổi thiếu niên, cũng đối tuổi teen. Những cái mâu thuẫn, những cái khác biệt không giải quyết dẫn đến mâu thuẫn, những mâu thuẫn không giải quyết dẫn đến xung đột. Và cái xung đột âm ỉ đó khiến cho bố mẹ con cái cứ có một cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cho tới khi con nó 40 tuổi, mình 60-70 tuổi, về già cần cái sự nương tựa tinh thần chứ không nói là vật chất vào con, cái sự đồng cảm để con mình có thể chạy về ôm mẹ, ôi con thương mẹ lắm, vân vân. Mình không có. Chỉ vì những cái mình nghĩ là mày phải thế này mới tốt, mày phải thế kia mới tốt trong cái thời đó tuổi teen. Tại sao không hỗ trợ con? Tại sao không hỗ trợ con? Tại sao không đối thoại với con và có cái sự nhân nhượng? Có một câu, có một cái chapter trong cái bộ Dạy Con Trong Hoang Mang mà Bách khi nãy có nhắc tới những cái mà thành quả của cá nhân thầy đó. Cá nhân tôi thì trong đó tôi có một cái chương là cái chương nói về bố mẹ helicopter. Đó là một thành ngữ của Mỹ, là bố mẹ giống như trực thăng, cứ bay vần vũ trên đầu của đứa con. Cho nên đối với những cái bậc cha mẹ như vậy á, tôi mới nói rằng tôi xin các bố mẹ hãy lùi lại cho con lớn. Và cái chương đó đó là tôi viết lấy tên là Che Khuất Bầu Trời. Che Khuất Bầu Trời. Và thưa như thế này, nó phát sinh từ một câu chuyện tôi quen một gia đình. Là ông bố rất là giỏi. Ông bố rất là giỏi. Và đứa con á, thì nó lớn lên nó là phá ngang. Nó không học hành tới đâu hết, nó cuối cùng đi làm công nhân, rồi bây giờ nó đi kèm đi chụp hình rồi vân vân. Nó sống nhưng mà nó tự lập về kinh tế, nó sống cuộc sống hạnh phúc riêng. Nhưng mà ông bố có cái đau đớn là mình học giả, và sao con mình không đi tiếp con đường học giả. Có lần nói chuyện khi mà những cái năm đầu đại học, cuối cùng nó nói gì em biết không? Nó nói là bố như là một cái cây đại thụ che mất ánh sáng của con. Con không biết con vươn lên rồi cuối cùng đó, cuối cùng vẫn là phủ bóng cái đời con, bố quyết định tất cả mọi chuyện rồi vân vân. Cho nên là đó là hình thức phản kháng, và nó ở Mỹ nó phản kháng như vậy đó. Cho nên ở chuyện đó là gia đình người Việt Nam Mỹ, cho nên tôi viết cái chương đó, tôi lấy tựa là Che Khuất Bầu Trời. Chúng ta muốn làm cây cao bóng cả để cho con nó được khỏi nắng khỏi mưa, nhưng mà đâu có biết rằng chúng ta chặn nguyên cả bầu trời vậy thì nó làm sao nó sẽ trở thành cây đại thụ trong tương lai được. Hãy lùi lại, hãy để cho con lớn và dám liều. Tại vì có một câu của một anh bạn mà đi bộ từ Bắc ra Nam để vận động lập là tủ sách nông thôn đó, Nguyễn Quang Thạch. Đó, tôi rất là thích câu này, và tôi nghĩ là phải ghi vào tất cả trong mỗi gia đình. Bố mẹ muốn con là đại bàng thì đừng nuôi con như nuôi gà công nghiệp. Đừng nuôi con như nuôi gà.
Vâng, tôi thêm chữ công việc vào. Đó là như vậy. Muốn con thật là bạn thì đừng nuôi con như nuôi gà. Đúng không ạ? Vâng. Hôm nay rất là vui được mình được làm số talk show đầu tiên. Và em nghĩ là bản thân em khi mà em nói chuyện với thầy xong thì em cũng có rất là nhiều suy nghĩ về cái việc định hướng nuôi dạy con cái như thế nào, cũng như là cân nhắc nặng nhẹ cho những cái quyết định của mình. Thì rất là hy vọng các bạn khán thính giả của chương trình Để Tâm Lý Học Dẫn Đường có thể có những cái bài học bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn thầy Lê Minh Phương đã đến tham gia talk show, và chúng ta sẽ có những cái talk show tiếp theo đây. Và để kết thúc cái chương trình này thì thầy cũng muốn gửi một lời nào đó cho đến các bạn khán thính giả của chương trình không ạ? Cảm ơn, trước tiên thì cảm ơn Bách, cảm ơn chương trình Để Tâm Lý Học Dẫn Đường, và trong cái talk show của Spider Room, công ty Spider Room. Nếu mà có một lời chia sẻ lại, để tôi không dám là nhắn nhủ, tôi không dám gọi đó là bài học, nhưng mà cái chia sẻ của một người đã từng thất bại nhiều và vẫn còn tiếp tục thất bại, thì tôi chia sẻ với các bạn như thế này: hãy tự tin vào chính mình. Và cái tự tin đó nó đòi hỏi là hãy tự quyết định cho bản thân mình. Và cái quyết định cho bản thân mình nó đòi hỏi là hãy tự nhận trách nhiệm với chính mình. Mình quyết định sai, quyết định đúng, mình sẽ tự chịu trách nhiệm và nói với bố mẹ mình: con quyết định đó, con sẽ chịu trách nhiệm. Và như vậy, với cái sự can đảm đó, các bạn sẽ thành công trong cuộc sống, chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Và thất bại chỉ là một cái vấp chân, một cục đá có thể trầy đầu gối này nọ vân vân, nhưng mà cái điều rất quý, các bạn sẽ học được rất nhiều qua những cái thất bại của mình. Người ta ít học được nhiều từ những thành công đâu, học từ thất bại mới là cái điều quý giá nhất. Và chúc các bạn nhân mùa thi này đạt được nhiều cái thành tựu trong cái hành trình, không chỉ là một thành viên sản xuất trong xã hội, mà hành trình làm người của chúng ta. Rồi, cảm ơn tất cả quý khán giả của chương trình Để Tâm Lý Học Dẫn Đường của Spider Room.